Ở bên thằng Lũ ve có đau buồn không? Ở bên cành Long ve chống mông ngồi không? Thằng Lũ và Chính Long trong cuộc tình của ve, ve phải chọn ra một thằng thôi. Hấu 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 hấu, ve chọn ai? Chọn ông. Trời đâm thùng bể với bà nội, chứ lẽ bà chọn ai? Ừ, Trời đúng đất đó. ơi, bài hát vừa rồi là người ấy và tôi, à, em chọn ai? Trời đất ơi, hay nha quý bà con. Thì cái video ngày hôm nay nó cũng liên quan tới cái bài hát đó đó quý bà con. Cực kỳ hấp dẫn. Rồi, như thế nào, ra làm sao? Trước tiên, cho phép vợ chồng Tâm Phát TV gửi đến cái lời chào thân thương nhất đến tất cả quý bà con mình. Ngay bây giờ, cùng vô cái nội dung chính nha quý bà con. Kính thưa tất cả quý bà con, thì ngày hôm qua cộng đồng mạng người ta đồn đoán khá là nhiều về cái câu chuyện anh Lưu và anh Long. Thì Lu Long và Lưu, và Long. Long Lưu và Long, sao hoài vậy bà nội, Lu. làm mới tới sáng hồi người ta Gọi không là câu được. lú luôn á. Ừ, thì nghe người ta đồn rất là nhiều, người ta nói bây giờ bên kiểu kiểu như mà từ ngày hôm qua quý bà con cô bác mình có nghe cái vụ mà chú Sử, em của cô Lành, đã chính thức mà lên tiếng vạch trần cái bộ mặt thật của hàng Nu, hàng Lu. Bắt đầu trời đất ơi, nhiều cuộc điện thoại mà kêu bằng ở bên phía đồng đội của bà Sáu á, YouTuber nè, thầy đàn guitar đồ các kiểu. Mới hỏi phải không? Ừ, Mới đặt cái dấu hỏi. có điện cô Sáu xì bào vừa khô. Rồi. Sáu ơi, con khuyên Sáu, Sáu đừng có để thằng Nu nó ở chung với con ve nữa. Đừng cho lên like nữa. Bây giờ bà kêu bà câu bà tống cổ đi đi. Chứ bà để nó vậy vậy là ngoài một ngày nào đó là không ai ủng hộ bà luôn. Và người ta bỏ nó luôn, bỏ con ve luôn á là cũng chính vì thằng Nu. À. Bà Sáu mới tức. Rồi. Bà Sáu mới bực bội. Bà Sáu mới nói với con ve vậy nè. Ve, nói nhỏ nha. Ve, mẹ nói con nghe vậy. Bây giờ không mấy con Lu á, cho nó đi vô chuồng nào ở đi, đừng cho nó ở đây nữa. Nó Nó sợ bậy nó quá. đóng rồi, nó xua bậy Nó sợ quá. bậy quá. Không mấy bây giờ con kêu nó thôi kiếm cái quán nào phụ hay làm gì làm đi. Rồi. Bây giờ mình như mình chia tay trong mưa đi, đừng có nữa. Rồi. Bà Sáu nói vừa xong, trời đất ơi, ông nội con ve la làng lên. Vậy? Trời ơi, Nu Nu Cao đệ tử tôi mà. Trời, em ruột tôi, ôi rồi chị em ruột tôi mà bà nói chuyện kỳ á. Hả? Bây giờ bà coi lại hàng ghế bà coi. Hàng ghế bà nó làm được cái đất gì mà bà không chờ bà đổi hàng Lưu mà bà chọn hàng Long hả? Bà giờ bà muốn sao? Ừ? Giờ tôi bà bập lộn luôn bây giờ. Cự qua cự lại quá trời quá đất quý bà con. Bà, Đúng nhưng rồi, bà nghĩ như sao? Tự nhiên cái tính cứng họng ta. Bà nghĩ như sao? thì lưu nó cũng có nhiều tác dụng hơn, Ừ. cái lưu nó đựng được nhiều hơn, Ủa vậy hả? còn long là bay bong 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 Ừ. bong bong long mà đó là gọi là long rồi thì đâu có, còn lưu thì nó đựng được nhiều hơn cho nên nó có giá trị hơn. Tại sao? À, Nó đựng một số tài khoản kín nè, số một số tiền quyên góp kín nè, nói hiểu chung không? là nó làm được việc hơn À, Long. được việc hơn, Đây chỉ nè là quý nó bà con. không có làm mà được cho chị Gia như vậy thôi. Ừ. Nhiều cộng đồng mạng á, người ta cho rằng cái ý kiến như thế này nè. Bà Sáu kiểu như á, bà muốn giữ cái anh Nông bánh canh thịt vịt ở lại. Dù sao cũng là ai? Tại Là dù sao ba của con cháu ve. ngoại, Ừ. đúng không? Ủa lộn, không phải bà con ve Ba của lộn. cháu ngoại mình. Chồng con ve. Đúng. Tuy là bây giờ chưa có ly dị, chỉ mới có ly thân thôi. Rồi. Nhưng mà bây giờ nè, dưới sự cái sức ép á, sức ép từ mà kêu bị biết ai không? Xui văn gia, người ta gọi là thông gia đó. Ừ. Ở bên phía dưới Đồng Tháp cũng theo dõi cái drama này, Đúng. thì bắt đầu coi tới coi lui, bắt đầu cũng chắc cũng có điện cho bà Sáu kiểu Sáu ơi chị coi chị xui, Rồi. chị xui chị câu với chị la thằng Lu, Rồi. chứ chị để nó bây Nó giờ sổ nó hoài sủa là à. thứ nhất, thứ hai nó thấy nó dên dâu tôi quá bà. Ừ, À. giờ bà câu có Ví được dụ được. bây giờ vậy bên xuôi cũng nói vậy. Ừ. Chị ơi chị, Ừ. bây giờ ví dụ chị giành được hay không giành được. Bây Ừ, giờ đó vậy. là chuyện Ví dụ của như bây chị. giờ cuộc sống sao ví dụ. Ừ. Nhưng mà dù sao tôi cũng có mảnh đất nhỏ nhỏ đúng không? Ờ. Ví dụ như bây Cũng giờ dạng như có sức ép. con dâu của tôi ví dụ như buông xuôi tất cả Ừ. về thì cũng có đất để Thì chôn. đó, trời trời đất ơi bà nội. Ừ, mà cũng đúng, cũng Đúng có chỗ không? chôn thân Cũng luôn có chứ. chỗ chôn Ừ. thân, ví dụ như là ví dụ như về về cắm cái chòi nhỏ nhỏ về Ừ. trồng rau nuôi cá Nó đó. về, giờ Ừ. ví dụ tôi đất tôi không có rộng Ừ. nhưng mà vẫn để chứa được á, đúng không? Ừ, cái kiểu như mà bà Còn nếu mà Sáu. bây giờ chọn lu lu thì cũng có cái gì đâu, Không không cái không đó. lu thì đập cái bể ra Bà bóp rồi đây nè, bà đang hiểu sai vấn đề, có nghĩa là vậy nè. sao Mẹ con của con ve đó quý bà con. sao Một người á thì chọn anh Long, biết bỏ anh Lu. Còn thiệt. con ve thì muốn chọn anh Lu, bỏ con Long. Ủa rồi bỏ con Long. Đó, cái kiểu vậy. Mà bắt đầu mẹ con tranh cãi, rồi bên phía bà Sáu bà bị cái sức ép tự dưới xuôi da.
bắt đầu xui gia điện rồi cái kiểu xui gia cũng thỏa thẻ câu bây giờ ví dụ tôi không có đất rộng đất nhiều nhưng mà ví dụ như rồi cái đời drama này thì cũng về hai vợ ấy chồng bà nó cho đất chứ vậy thì hai vợ chồng cũng có một cái nhà trời nhỏ nhỏ xinh 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 xắn ví dụ như con ve mà có đăng xuất thì cũng có chỗ đi chôn đúng không, ý là chị đó rồi cái kiểu đó thì bên bà sáu á gì thì... nữa bà nội bà nấu quà bán cho tôi nó chị ve thì muốn lợi dụng anh Lu để mà có gọi là thì đó kêu gọi quyên góp hoặc biết sao không? Để sủa giùm vài tiếng đây nè, tại vì Long á, Long không có nói được cái gì hết trơn á, Long bông quá còn Lu á thì Lu cũng gấu gấu được vài tiếng cũng sửa hoặc là cũng cùng đồng cũng chửi lại này kia là được cũng anh, có lợi ích. Anh Long dịch á thì lâu lắm rồi anh cũng kiểu như anh cũng không có muốn tham gia nhiều, anh là cái sở trường và cái sở thích của anh là đi tập tạ thôi đó, cho nên vì vậy đó thì bên phía Xu Gia cũng ép bên phía bà Sáu rồi. Kiểu như cũng đuổi cái thằng Lu đi ra, nhưng mà ngược lại bên phía của con ve đó thì khoái Lu hơn. Có nghĩa là dù sáng thì chị em tối cái đầu mà có cây cà lem cái con ve nó ăn nó thì kiểu vậy thì đó, mà cũng không đổi được. Tại sao? Sao Lu cũng nắm một số bí mật của ve thì rồi, đó trời đó. Tôi nói bây giờ là trong cái tình thế mà tiến thoái lưỡng nan đó, bây giờ cũng khó xử, mà nghe đâu là mẹ con cũng có cự giả ba sùm, nhưng mà chắc bà Sáu thua chắc rồi đó. Thì đương nhiên gọi ve là phải là kêu bằng bà cố nội tại cái tiệm đó mà, đúng không? Ve là mẹ thiên hạ mà mẹ thiên nhiên. Nhưng mà bây giờ em muốn hỏi quý bà con cô bác mình, theo quý bà con mình á, nghĩ giùm em, có bây giờ á, bây giờ con ve á nó muốn chọn ai quý bà con? Theo tôi nha. Chắc bà chọn hai luôn á. Không được, chọn một trong hai thôi chứ không phải chọn hai trong một. Chọn hai. Không được. Bây giờ mẹ im. Con là chọn hai á. Thì cũng nếu mà giận ve nó chọn hai cũng kệ bà, nó cũng chuyện với chuyện của nó, đừng chọn ba được rồi. Nhưng mà em nói quý bà con nghe, mấy ngày nay Lu cao á nó rất là kêu bằng dữ dội trên sông ve, bây giờ sung tại gần Tết nè, gió mà kêu bằng, bà biết gà không, gà đá nó, tôi nói bà gió mà gió kêu gió gì ta, gió chướng á, đầu gió nó vô gà nó đâu phá lắm phải. Ví dụ cái đó là phải, ví dụ cái Lu thì phải tháng 7 chứ đúng không? Để đựng gì? Tháng 7, Lu là phải tháng 7. À mấy cái con bốn chân hả? Rồi, tháng 7 là cái tháng của mấy con, mấy ẻm. Mà tự nhiên tháng này đã qua rồi mà sao gọi là... Em nói thật với quý bà con, đối với ai em biết nha. Ví dụ giờ thằng Lu á, nó cũng không có là cái đách gì trong cái drama này. Bây giờ thấy dù mà chị... tại vì á, để khoan tôi nói hết, bà im. Bà là bà. Dạ, dạ. Nên... Này dạ. Nên... cái thằng Lu á mấy ngày hôm nay á nó lên nó live stream và nó lên nó cũng có những cái lời nói kêu bằng muốn kích chị Lon. Đúng. Và kiểu như nó muốn cũng muốn thậm chí mình nói đại là nó muốn xúc phạm tới chị Lon luôn á, thì cho nên vì vậy em cho nên vì vậy em mới có kiểu mà muốn làm gì anh Lu cho kêu bằng hướng dẫn cho anh Lu bị vài cái đúng không, rồi nói đi. Tôi đang nói cái gì nói bây giờ chị ve đúng không? Ừ. Chị lên chị like, dù sao cũng vậy, gia đình ruột thịt, đúng vậy. Chị muốn khùn muốn điên gì á, chị muốn nói cái gì muốn khùn muốn nói khùn muốn điên gì đúng luôn, thì chị cũng có quyền được nói đúng không, cũng được mọi người ủng hộ chính đúng xác. Không còn cái anh Lu này ảnh không là cái gì hết mà ảnh còn thêm dầu vào lửa cho đúng nó bùng bập bùng lên cái kiểu mà nói được không, nói được chưa? Dạ cái được. Kiểu mà y chang mà ghét cái người mà kêu bằng thổi cái gì đốt đó. Nhà không ghét á, ghét những cái thằng mà đi thổi lửa vậy thì đó, chị ve bây giờ chị cũng là gia đình ruột thịt đi, chị có là cũng lên tiếng đúng, chị đúng lên, chị nói khùn nói điên gì á, đúng là chuyện của cũng chị có chị cũng là gia đình ruột thịt của ta. Còn riêng cái thằng Nu cao này mày đừng có hỏi, mày không có tư cách gì mà mày nói tới cái chị Hồng Loan. Rồi. Em nói thật á quý bà con, mày lên mày đặt mày xỉa xói mày nói ra những cái điều trời đất ơi này cái tôi đó là kêu là gì đót hùa đót hùa đúng đó đúng chính xác chính xác tao quý ơi, nay bà chơi tiếng Anh luôn bà dữ đót hùa. Thì em nói thật với quý bà con bây giờ nè chú Sử cũng lên chú tiếng, lên tiếng. Rồi, những anh em YouTuber đó. Bên phía cái bò gì á muốn bò cũng lên tiếng là cụ thể kêu... biết ai không ai? Thầy đờn guitar rồi. Thầy đờn guitar thấy này là kêu bằng láo cá là không khoái rồi đó đúng với rồi. Là biết sao không thầy đờn guitar cũng khoái con ve mà thấy con ve nó tối ngày nó hửi ô bậy thấy con hằng Lu hửi con ve hoài ông thầy cũng ghen rồi. Bắt đầu cái đầu lên kêu bằng cắn lộn với nhau quý bà con đó. Rồi bây giờ em sẽ cho quý bà con mình nghe thêm cái thông tin thứ hai là nó chấn động bà cố luôn. Thì sau khi mà cái phiên tòa diễn ra đó, sau đó một ngày đó quý bà con mình có tin không? Sao? Trời đất ơi, chị heo lợn tay xanh tổ chức một cái buổi tiệc. Buổi tiệc? Kỷ niệm 2 năm ngày cưới. Ghê không? Trời ơi, tôi nói bà ha. Tình yêu trớt gì vậy? Thì kỷ niệm ăn mừng. Ủa? Ừ, nè có ai biết không? Ai? Thầy đàn guitar lúc này xuất hiện nhiều lắm. Rồi.
danh hề lê lết. Rồi. Lạng tay xanh. Rồi. Người chồng của lạng tay xanh. Rồi. Bốn người. Còn thêm mấy cái thằng tầm lum gì em biết nữa. Rồi nói chung á. Rồi mà có lên phát biểu ý kiến gì không? Không có phát biểu nhưng mà mình thấy mắc cười. À. Có nghĩa là sao? Bà Sáu bà mới vừa thua. Bên kia ăn mừng. Thôi đất ông nội tôi nói lính bởi sao? Mà không có ngủ hả? Không. Tại đất giấy ngủ. Ủa sao kỳ vậy? Ừ. Sinh nhật thì mời. Ủa. Mà kỷ niệm ngày cưới thì không ngủ lại. Ủa sao kỳ vậy? Bà em nói nhiều khi quý bà con mình không tin hết chứ. Tội em nói con heo này nó ham ăn dữ lắm. Trời ơi tôi nói hôm bữa sinh nhật của đúng lựa đúng ngày quá hả? Chứ sao tao vậy? Kỷ niệm ngày cưới là tức là chúng ta là hạnh phúc, hai vợ chồng hạnh phúc đúng không? Đúng rồi. Mà bên chị Ve không có hạnh phúc. Trời ơi tôi nói thiệt á, đúng ra con lợn tay xanh á, mình không biết nó vô tình hay nó cố ý. Chắc là nó vô, vừa vô tình vừa cố ý. Ừ em hỏi quý bà con mình, ví dụ giờ cái ngày đó nói thẳng ra nó cũng đâu có gì gọi là quan trọng lắm. Rồi. Tự nhiên đâu lựa nghe cái ngày bà Sáu bà mới vừa mà kêu thua hay gì đó. Ừ, nó tổ chức năng mừng luôn. Trời đất ông nội tao nói để ngày hay ngày đi, gấp cái gì mà. À, biết sao cũng là chứng minh á, là tại biết sao lý do mà tại sao không có xuất hiện tại tòa. Tại vì mắc bận. Chắc vậy, chắc vậy. Đó là một lý do mà biện minh á, phản biện. Tại vì tôi mắc công chuyện nhà. Đúng rồi. Tôi mắc kỷ niệm ngày cưới. Cho nên tôi bận rộn quá, tôi không có đến dự cái phiên tòa của cô Sáu được. Mong cô Sáu thông cảm với cô Sáu. Em coi em mắc cười quý bà con trời đó ông nội. Ta nói bà Sáu ở bên nhà bà buồn. Rồi. Ve cũng buồn hiu, buồn hiểu à. Ở bên đây mà hốt hai ba. Vô, trời ơi, ta nói. Cũng năm sắc. Chưa, thầy đàn guitar, đàn nhạc được ca. Gì dùng ngoài ô tôi có căn nhà xinh chứ không phải là gì cầu vừa đi vẽ sắm xe chạy chơi cái kiểu vậy. Tao thì tôi nói đờn, tôi nói mà cái không gian nó hạnh phúc bà khố luôn. Nhìn lại bên phía bà Sáu ông nội tôi nói mặt ai cũng thấy nó gầu. Hình như đêm đó hình như bên chị Loan cũng có một cái tiệc nhỏ nhỏ anh Lê Minh tổ chức. Tao thì ông phải chịu chơi ghê chưa mà mắc cười quý bà con. Nó tính ra bà Sáu bà nuôi những cái lính mà tôi nói bà kêu bằng nuôi ông tay áo không? Nói gọi là lính đến từ gì không? Lính triều đình. Ờ đúng rồi. Lính gì đâu mà tôi nói trời đất ơi tôi nói lúc mà kêu bằng sung trận á, ông thấy em nổi tên á. Còn cái lúc mà về cái đầu nó tổ chức ăn mừng. Rồi chưa đâu, khi mà bà Sáu bà về nhà xong yên xui á, tối hôm đó ha, trời ơi tôi nói bà ha, như nguyên một băng nó đứa nào nấy nó làm như mà nó bị khóa cái mõm á, bắt đầu buông ra nó táp. Nó qua trời quá đất. À tin vui cho mẹ con cô Sáu, nhất là baby L Khỉ Bình Dương. Sao tin vui. Trời ơi tin vui. Tôi không biết vui ông nội tôi chứ vui. Tin vui đó, tin vui đó. Vì sao? Sao thua rồi sao? Ôi bà Sáu bởi tội nghiệp. Nuôi nghiệp. Những cái người lính tôi nói thiệt á. Nuôi có bỏ tiền ra nuôi mà cũng phải lựa chứ. Sao nuôi cái gì cũng phải lựa dòng lựa giống chứ. Ví dụ như nó cũng phải trung thành một chút. Ừ à. Đúng không? Khi mình kêu cũng phải mắc cái đuôi chứ một nữa. Chút. Cái này là kêu rồi nó xong rồi nó cảm thấy nó không được nó cắn luôn chủ em luôn. Em nói quý bà con mình nghe y chang mà xét sát muối vô vết thương vậy đó. Trời đất ơi đang ta buồn hiu người ta thua trận rồi. Rồi người ta luật sư người ta còn chạy đây. Chưa gì dễ tổ chức đang mừng ông nội tôi nói mắc cười thấy bệnh đi chứ. Rồi qua ngày sau thầy đờn guitar không biết nhậu xỉn hay gì lên bài là kêu bằng kích luôn cái thằng nu nu cao. Tôi nói bây giờ là bến tan nát hết trơn. Thôi cái lu lu keo này thì là em không ưa luôn. Thật anh lu lúc gãy mấy nay nghe quý bà con mình không tin đâu, không biết đâu. Ở trên những cái mà kêu bằng hậu nhóm á, anh lu là kêu bằng chiếm trọn botline. Nổi như cồn tên như luôn. Thôi trời ơi, tại vì anh lu mà tại vì cái vụ mà anh lu like với chị Ve đó. Rồi. Lên mà kêu bằng thúc đẩy đẩy thúc mà thục ga thục vô gì cái đó. Cái vụ mà ADN đốt gì phải không? Anh lu là kêu bằng anh nói hết. Đúng anh rồi. Đâu sợ ai đâu. Anh nói sao? Tại vì anh, đâu có sợ chuyện của ảnh. Ừ. Anh hứa với anh kích ta nữa mà nói tụi bay muốn gì kiếm tới quán hủ tiếu cho địa chỉ số điện thoại đó. Vô 0900 anh đây không anh ngồi anh đợi em nè. Anh lưu tính ra anh cũng khôn lắm khôn. Anh cho là anh cho đúng địa chỉ quán của cô Sáu. Cô Sáu lỡ gì cô Sáu chịu chẳng. Trời đất ơi rồi. Rồi bây giờ em Trời ơi tự nhiên em nhìn bài viết để mất người quý bà con. Sao em cho quý bà con cô bác mình nghe một cái bài viết ở trên các cái hội nhóm. Rồi. Mà chia sẻ về cái vụ việc mà bà Sáu. Mà bây giờ cái nick này tên gì quý bà con biết không? Rồi. Đàm Vĩnh Long. Đây đây viết một bài viết vậy nè. Sao bà xích cũng giống con le le à. cứ thấy đàn ông là tột quần cho ấy rồi. Nên con Ve đâu biết chính xác con của thằng nào. Trời ơi ông nội ơi đây nè quý bà con bây giờ cho quý bà con ta coi lẹ em nghe 1 2 3 rồi xong tại vì nó dùng cái chữ mà em nói mắc cười. Có nghĩa là như vậy nè bà xích á bà Sáu đó rồi. Bà giống con Ve ông bà Sáu bà giống con le 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 à cứ thấy đàn ông
là tột quần ra cho ấy ấy. Trời đất ơi, bởi vì vậy con ve nó không biết ba mình là ai. Trời ơi, mà ông có nội Đàm Vĩnh Long nè, em giết cái bà giết tôi cười muốn lao bụng. Trời đất ơi là thật. Đúng rồi. Mà tính ra si cho cùng cũng có thể vậy quý bà con. Đúng. Tại vì mình nói không phải nói, kiểu quá khứ của cô Sáu ngày xưa nó cũng ghê gớm, dữ dội lắm. Gọi là... Ở đây có nghĩa là vậy, tại vì con ve đó, bây giờ nó cứ hở lên nó nói chị Loan là con nuôi hoài. Rồi. Thì cho nên vì vậy bà con, cô bác, những người ta bức xúc, rồi, thì tất nhiên người ta phải nói ra những cái quá khứ của con ve. Rồi. Đúng không quý bà con? Đúng không? Bây giờ ở trên đời này cái con nuôi, con ruột gì cũng đều được thương như đúng nhau rồi. Thôi. Không có kiểu mà kêu bằng... phân biệt này kia, không phải kiểu như con ve mà nó lên tiếng nó nói trời ơi mọi người đừng có gì, đừng có nhận con nuôi. Rồi. Mày nói cái đó là chẳng khác nào mày đang tát thẳng vô mặt của thằng Lu Cao. Đúng rồi. Lu Cao nó con nuôi bà còn xèo đó, trời đó tôi mất cười. Ủa rồi bản thân mình nó biết cha mình là ai chưa? Ừ. Mình biết thân phận của mình là ai chưa? Tại sao mình đã biết thân phận của mình vậy thì mình về mình kiếm cha mình đi. Ừ. Mình đi mình hưởng. Ba đang quay im lặng. Con nhỏ con gái nó kêu em. Ủa nó kêu vợ chồng em. Thì quý bà con mình thấy rõ ràng không? Mình, bản thân mình chưa bằng ai. Đúng rồi. Và mình cũng đâu có biết thân phận thật sự của mình là ai. Đúng không? Bây giờ chị nói mẹ ông... Mẹ thì làm vợ bé. Ừ. Vợ không chính thức. Đúng vậy. Vợ không có danh phận. Chị... Rồi bản thân mình cũng chả có danh có phận luôn. Bây giờ em xin phép, em mạn phép, em hỏi tất cả quý bà con cô bác mình như thế này. Từ ngày xưa cho tới bây giờ, quý bà con cô bác nào đã nhìn thấy cái trường hợp giống ve chưa? Rồi. Ba họ Nguyễn, mẹ họ Võ, con họ Lê. Thì tôi, thì em nói thật sự luôn, đây là lần đầu tiên gần 40 nồi bánh chưng rồi quý bà con. Lần đầu tiên mà em mới chứng kiến được một người con mà mang cái họ khác của cha. Đúng rồi. Không biết quý bà con nào có thấy thì làm ơn hãy bình luận giùm em, cho em biết với. Chứ thật sự đây là lần đầu tiên mới thấy vậy. Bây giờ ví dụ như bà, hai người ở với nhau, không nha, không họ cha. Ừ. Thì cũng phải là họ mẹ đúng, đúng không? Đúng vậy. Ê, mà nếu mà bà Sáu mà để chị ve mà là họ Võ cái này chắc cũng mệt mỏi à. Đúng cũng rồi. Mệt mỏi gì đâu mệt mỏi. Nó cũng đâu phải là của cậu Năm sinh ra đâu mà đúng mệt vậy. Cái ông mỏi đúng không? Con ve nó lên nó cho rằng nó là cái, nó làm như mà nó, tôi nói thật với bà y chang như cái chuyện mà mình nói, không phải mình nói bậy nha quý bà con. Sao? Em nói đây em có cảm giác như con ve nó muốn mà quản lý luôn cái cuộc đời của cậu Năm hay sao? Đúng rồi, nó... giống như mẹ của hồi đó cũng vậy đó. Ừ. Nó không, làm không như cho cậu, không cho không cậu, không cho anh, phải không? Không, không cho anh của mình. Anh mình có vợ và cũng không ông cho anh mình có con. Và cũng đây là lý do tại sao mà cậu Năm lại giấu. Đúng vậy, chính xác luôn á. Bà đó, nói đúng á. Có nghĩa là sống mà cái nết sống ích kỷ á quý bà con. Ích kỷ. Bà Sáu á, bà sợ kiểu như cậu Năm mà có vợ đó. Rồi. Bắt đầu không thương bà nữa. Đúng. Rồi bắt đầu không rồi lo có con, cho có con thì tài sản phải cho vợ cho con đúng không? Cái đó không phải sống ích kỷ chứ là gì? Cái đó cái gọi là mình phải nói là kêu bằng sống cái tư duy mà kêu bằng y chang như chuyện phong kiến, em nói thật luôn. Phong kiến cái gì mà ngộ vậy trời? Phải như là mẹ thì quả mai đúng không? Mẹ đúng, mà mẹ gì? Mẹ thì đúng rồi. Cũng chưa hẳn là nên được như vậy sao nữa. Được vậy? Thì là em gái mà lại muốn anh biết sao không? Tại vì anh mình quá tài giỏi. Đúng vậy. Thì làm tiền của để làm gì? Ừ. Nếu mà có vợ thì sao? Ừ. Vợ sao quản lý? Chứ sao? Rồi có con thì sao? Đó. Tài sản thì được thì con, cho nên bà không được, bà cấm có vợ và có con. Đúng cho rồi. Nên thí dụ bây giờ cậu như vậy đi, cậu không sợ áp lực của ngoài xã hội. Ừ. Nhưng mà cậu sợ em gái mình sẽ hại vợ và con của mình. Chính xác. Cho nên thí dụ bây giờ phải làm sao? Phải nhận con nuôi, đó. Giả bộ là con nuôi. Đúng tôi, rồi. Tôi thấy đứa bé đó dễ thương quá, cho nên tôi muốn bà nói hay đó nha. Nhận đứa bé này về để mà làm con nuôi. Đúng hay vậy. Là tôi muốn làm cha đỡ đầu hay là tôi muốn đúng. Có cái gì đó thì đó là một cái gì vấn đề sâu xa hơn. Cái đó cũng là một trong những cái lý do mà cậu Năm á là giấu, phải giấu. Giấu đúng không quý bà con? Có lại là để là biên nhận con nuôi hay là cái vấn đề gì đó mình không ơi. Có nắm rõ. Chứ em nói thật với quý bà con, trời ơi bây giờ con ve nó đâu có quyền hạn gì. Và bà Sáu cũng đâu có quyền hạn gì mà cấm cản cậu Năm không vợ không con. Mày đâu phải mày đẻ cậu Năm ra đâu. Đúng cậu rồi. Năm đẻ được mày. Trong khi bà nội và bà nội thì muốn nhận cháu. Chứ gì mà nội cũng không có muốn là nắm cái quyền đó luôn. Mà tại sao cô Sáu lại như vậy? Ừ, em nói thật với quý bà con, những cái con người đó sống cái kiểu cái tư duy vô cùng ác. Em nói thật ác và ích kỷ. Đúng rồi. Trời ơi bây giờ mình thương anh mình thì mình cứ để cho anh mình được hạnh phúc, được tự do, được có con. Cái đó là cái quyền riêng tư cá nhân của mỗi người. Đúng. Mà mình ép như vậy, em nói thật quý bà con,
cái tư duy, cái tư duy nó nguy hiểm lắm nha bà. Đúng rồi, nguy hiểm nha. Vì vậy mấy Messi ra mấy... bé Dê mới lệch lạc tư duy như vậy đó. Trời ơi, bé Dê lên tuyên bố gì cậu của tôi không bao giờ mà có vợ. Cũng chẳng có con. Nó cà lâm luôn, không có con. Tại sao mày biết? Bây giờ tôi nói, em nói thật với quý bà con nè, cái chuyện mà nam nữ trai gái ai cũng bình thường, đúng không? Bây giờ nè, cậu mày nói là cậu cũng có con gân gết, sao mày biết? Đúng. Trời ơi, cậu nam ông đẹp trai vậy, ông đi miền Tây ông diễn thiệm hối quý bà con mình. Giờ ví dụ như đàn bạn gái thấy ông thương, ví dụ như tôi, ví dụ tôi đẹp đẹp chứ, ví dụ tôi là con gái đi, nó tôi thấy ông, anh hốt em đi, tôi kêu vậy. Rồi bây giờ ông lẽ ông nói quý bà con mình đàn ông con trai, mình thấy những cái cảnh vậy ông lẽ mình không hốt. Rồi ví dụ như giờ hốt ra đi, rồi ví dụ như xanh cho chị Loan đi, rồi cậu nam cậu giấu. Đúng rồi. Cô đâu có cho mà thôi, mà mẹ con dễ biết. Sợ chứ. Cái đó là em đang lấy cái ví dụ nha quý bà con. Mình nói thiệt như bà hồi bà sáu giờ về, ví dụ như bà chờ mình khoái mà nói là như vậy luôn. Chứ nữa. À. Bà là bà kêu bà sáu là cái bà mà nói thật quý bà con, nhìn sâu vô cái ánh mắt bà. Nếu mà chú bà biết đó là con ruột hả? Chắc vậy quá. Hồi còn nhỏ vậy. Bà nghẹt thở tụi bà nội. Thì đó, mình nói ý là vậy đó. Con nít mà. Bóp nhẹ nhẹ bà ơi, bóp mạnh đấy không? Đúng không quý bà con? Ai chứ bà sáu có chứ không phải không? Trời ơi, rồi bây giờ em sẽ cho quý bà con cô bác mình nghe thêm một cái bài viết nó cũng khá là hay quý bà con. Đây nè. Lấy tiền đám tang. Ở đây là một cái bài viết của bên fan bún bò, nó viết nó đưa cho mẹ con bà sáu nghe luôn, mà không biết mẹ con bà sáu có nghe hay không nha. Lấy tiền đám tang bao nhiêu đó coi như là gia tài của chú cho là được rồi. Như vậy cũng không chịu. Đi kiện chị Hồng Loan, bây giờ mất cả chì lẫn chài, để lại tiếng xấu cả đời, mất cả sự nghiệp, ca hát, và cũng không còn khán giả ủng hộ. Còn liên lụy đến con gái của mình nữa, cả cuộc đời và một đứa trẻ 5-6 tuổi sẽ bị chôn vùi vì mẹ con quá tham lam. Đúng rồi, có nghĩa là bên phía mà cổ bún bò luôn. Bây giờ dần dần họ kiểu như họ đã nhìn ra được cái sự thật. Và họ bây giờ bắt đầu họ lên, họ bình luận, họ lên những cái bài viết, họ cho rằng á, phải chi mà mẹ con bà Sáu á quất cái tiền phúng điếu không á. Rồi ôm luôn đi. Ôm luôn đi, cho bà ôm luôn. Em cho bà ôm là coi như là im lặng luôn. Im lặng luôn. Cũng như coi như là cái đó là cái công sức mà nuôi cậu lúc cậu bệnh hay là có nuôi đâu. Thì mình nói giả bộ vậy đi, cho nuôi luôn đi. Giả bộ lúc cậu bệnh ốm đau hay lúc trong 2 năm mùa dịch cũng chăm sóc mà này kia, ăn uống mà, quần áo này kia đi nha. Rồi coi như là cho luôn. Cũng như cho đi. Em cũng như là có báo công, nhiều, có tổ chức một cái đám ma hoành tráng lệ đi. Rồi là đủ thứ các kiểu luôn, đó, su bu gì đi. Bụng binh cũng có công chạy tới vậy luôn. Rồi cho hết ôm cái hồng rung biếu đi. Phải... ôm cho gọn đi. Rồi bây giờ bà tới có cái kết cục chứ bà nói hoài, bà không có cái kết hoài bà. Thì ôm cho gọn đi rồi mình ém luôn. Xong rồi mình im xuôi đúng không? Không, muốn vùng dậy, muốn vùng dậy. Ôm luôn, muốn dành dung, dành nhà số 5, ôm cái thùng phúng điếu rồi không chịu. Ôm thêm bắt cá hai tay thì cuối cùng đâu có được con nào đúng không? Chính xác. Có nghĩa là bây giờ mình ôm cái điếu thôi. Mình cho nó khỏe. Không chịu. Mày đặt ôm luôn nhà số 5, muốn ôm luôn cái miếng đất nữa. Thì em hỏi quý bà con cô bác mình viết vào fan ta lên ta nói luôn. Trời ơi, tôi nói thật sự đúng là vậy. Đi kiện tụng này kia, hình như là bác bỏ cũng mấy cái đơn luôn á. Mấy cái đơn tào lao luôn á. Hình như còn giữ một cái đơn là đang cái dành nhà cho ở nhờ đúng không? Mà em hỏi quý bà con mình, trời đất ơi, bao nhiêu tiền phúng điếu đó. Em nói bây giờ mình không biết nhiều ít gì. Rồi. Nhưng mà em dám tin chắc rằng cả đời của mẹ con ve mà đi hát, cộng thêm ông Bảy bà khột xèo ha. Tôi cho luôn hàng tiểu, hàng dấu, hàng lưu lưu cao, cộng bà bành xì bồn. Đi ca đi mấy em. Tôi mấy nói em cho bà biết bao nhiêu. Chưa hết bà nội. Biết bao nhiêu người đó. Dù như cái đăng sức luôn á. Trời ơi, nó nắm tay tôi, đúng cho tôi nói luôn kìa. Bao nhiêu người đó mà giữ đăng sức luôn á, cũng chưa chắc cái đời tiền phúng điếu được như vậy luôn. Chính xác. Có nghĩa là họ làm cả đời cũng chưa kiếm được cái số tiền mà như cái tiền phúng điếu của đám tang cậu Năm. Họ đang có đăng sức luôn. Mà họ cũng chưa chắc được cái tiền phúng điếu được như vậy luôn. Em nói thiệt với quý bà con nè. Hai vợ chồng em luôn nè. Làm mấy năm trời, xin lỗi, tới giờ chưa có dư nữa chứ đừng nói. Đúng có không? Dư chứ. Dư cục nợ á. Dư được hai cục. Hai cục vàng. Chứ đó. Gì nữa? Còn đợi gì nữa? Còn nợ nần tôi nói muốn ngập cái đầu. Bởi vì vậy đó, em nói con người mình nó đâu phải kiếm 1 tỷ là chuyện đơn giản, mà giờ cái đám tang của cậu Năm bao nhiêu tiền? Cái con số nó lên hàng chục tỷ. Bao nhiêu đó Sáu chưa chịu nữa. Hiện tại bây giờ những cái tiền mà quyên góp nó cứ ào. Đó bà mới quyên góp được cái nội bò viên thôi là cũng được nhiêu đây 50. Rồi 50 trời rồi. Ơi xương thôi xương đó xương nha. Được lai rai thôi đó. Rồi nào tiền nào đi hát đi hò nè, rồi như nhận cái lô show lai rai, rồi tiền làm sinh nhật. Tiền sinh nhật cũng lời gọi lời chán trời chán rồi. Đó rồi tại vì đất ơi, không lẽ giờ bà đi ăn nhà hàng trên Sài Gòn gọi vụ giận ghe nó mời thầy đàn guitar tới đi.
Không lẽ thầy đàn guitar cầm 200-300 ngàn đi giống với quê mà. 200 ngàn chỉ với quê thôi chứ ở trên không Sài Gòn nếu mà cầm mà 200 ngàn cái ăn về nói thôi nè cho anh luôn á, ừ, anh đem về luôn đi. Bây giờ mèo phải 500 triệu. Không có triệu nha, tại nhà hàng cũng có triệu rồi. Còn mình thì dạng như mình bệnh quê, nhà lá giường thì đi qua có lại nhiều chơi nhiêu 200. Nhiều khi bây giờ tôi mà đi mang 175 ngàn, thiếu 25 ngàn mai chiều đưa cũng vậy cũng có. Hay là sao cũng được, đúng không? Có nghĩa là em nói thật với quý bà con mẹ con gia tại gì á. Bây giờ nói tới nói lui không có tại ai hết trơn á. Biết tại gì không? Tại sao? Tại cái lòng tham tét cái đáy quần á. Tại cái lòng tham. Tại cậu Năm. Tại Năm khai khẩu hết. Không bà ơi. Khai cậu Cộng Năm đồng khai. Mạng bây giờ mới biết trùm cuối là ai á. Trùm cuối là cậu Năm. Cậu Năm ổng đỉnh thiệt quý bà con phải công nhận thiệt á. Ổng hay thiệt á. Cái sự thật nó là sự thật rồi. Nếu mà chị Hồng Loan là giả tạo thì đương nhiên chị Hồng Loan đâu có được cái cơ như ngày hôm nay. Mà mình nếu bên bà Sáu mà thật thà thì đâu bà Sáu đâu có kiểu như vậy ăn mắm bút dầu như vậy đúng không? Không, mình suy đi nghĩ lại không phải là cậu Năm trùm cuối và cũng không phải gọi là kêu bằng nó quá ngẫu nhiên. Mà cái này là thật sự cậu Năm đã nhìn từ lúc trước. Đúng rồi. Đúng không quý bà con? Từ khi mà mẹ con ve hay thậm chí lúc bà Sáu xì bào mà kêu bằng báo cậu Năm. Hình như là nghe kể là lúc về là hình như là chị Hồng Loan xin luôn. Chứ hình sao? Như là cậu tại vì bùm bùm kể đó. Bùm bùm kể và hình như là chị Uzi nói là thôi đừng có về, cậu rất là khó và cậu rất là kỹ tính. Nhưng mà tại như chị Hồng Loan nghĩ và cộng thêm hình như mẹ của Hành Mỹ mất. Mợ Tư mất. Đúng. Trong cái nhà trọ. Nhà trọ lúc mà dịch bệnh á. Lúc dịch bệnh hình như không có làm cái gì gọi là hoành tráng. Cho nên cậu mới buồn, cậu mới lo lắng cho số phận của mẹ con bà Sáu. Nói được chưa? Dạ rồi. Một mắt nấu lắm mà. Ừ, bà đi. Kể nghe em hấp dẫn gì hết. Tôi kể cho có nghĩa là vậy nè. Đơn giản lắm. Bà mệt chưa? Mệt. Ngừng đi em. Ním tới anh. Có nghĩa là đơn giản vậy. Ngắn gọn vậy thôi. Rồi bây giờ muốn quên luôn thấy chưa? Sao có nghĩa nữa? Là cậu Năm đang trong cái lúc mà kêu giãn cách xã hội. Cậu Năm thấy mợ Tư tức là mẹ của Thành Mỹ. Rồi. Đúng chưa? Mất ngay trong cái lúc vậy. Mất ở trong nhà trọ. Ngay nhà trọ. Bắt đầu cậu Năm thấy như vậy, tôi hỏi bà giờ làm anh mà dù em mình có báo đi chăng nữa thấy vậy bỏ không? Làm sao bỏ được? Cậu Năm mới kêu về ở và cộng thêm cái chị Loan năn nỉ đủ điều cậu Năm mới cho. Đúng. Vậy mà anh về biết nói sao? Sao? Mấy cái đứa cháu kêu bằng gì cùng họ vậy đó. Có được cậu kêu về ở không? Trời đất ơi ông nội. Tôi nghe tôi bắt cười thì chứ. Nói mà không biết ngượng cái bài nói mà biết ngượng. Bởi vì nghiệp mới quật rồi đó. Nghiệp quật ngay là luôn rồi đó. Trời ơi, bởi em nói thật. Chị Gia mãi đỉnh thiệt. Mà đỉnh trong cái từ ngoặc kép á. Chị Gia là kêu bằng nói mà nói thật sự nha. Em thấy từ đó giờ trên toàn thế giới này luôn chứ đừng nói Việt Nam. Chưa ai được vậy luôn á. Tao nói chị Gia là số 1 nha. Không có chị Gia kêu bằng gì? Nhất nhật khu môn, nhất nhật sầu mà tam niên khu động, tam niên hận. Bây giờ kêu là chị Ve đó. Ừ, tôi nói gì tôi cũng biết luôn trời. Đúng quý bà con. Rồi, thì đó. Thôi chưa? Chào nè. Thì đó là toàn bộ những gì hai vợ chồng em muốn chia sẻ đến tất cả quý bà con cô bác mình. Hai vợ chồng em rất muốn nghe ý kiến của quý bà con cô bác mình dưới phần bình luận video. Cảm ơn và chân thành biết ơn quý bà con đã dành thời gian ra mà coi hết cái video này giùm hai vợ chồng em. Xin cảm ơn, xin chào, hẹn gặp lại.